Tôn Mỹ Trúc bị buộc thôi học vì làm gái bào, bỏ xứ mà đi, hậu tống Ngô Diệt Phàm vào tù. Đầu tháng 7 năm 2021, Tôn Mỹ Trúc gây chấn động showbiz khi tố cáo Ngô Diệt Phàm lấy danh tiếng của mình để tuyển chọn nữ chính đóng MV, nhưng thực chất là muốn tiếp cận các cô gái trẻ. Sau đó anh sẽ dụ dỗ và phát sinh quan hệ tình dục. Khi mới 17 tuổi, Tôn Mỹ Trúc cũng là nạn nhân của anh và còn rất nhiều cô gái trẻ khác. Nhiều cô gái trẻ khác cũng đã đứng lên vạch trần Ngô Diệt Phàm. Đến 16 tháng 8, Nhật báo Nhân dân đưa tin, sau một thời gian dài điều tra, Viện Kiểm sát Quân Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã phê chuẩn lệnh bắt giữ hình sự Ngô Diệt Phàm với tội danh hiếp dâm. Hiện nam ca sĩ diễn viên đình đám một thời của Cbiz vẫn đang ngồi nhà giam và chờ kết quả điều tra của cảnh sát. Trong khi đó, Tôn Mỹ Trúc từ cô gái vô danh trở nên hot trên mạng xã hội. Weibo của cô hiện có hàng triệu người theo dõi, lượng tương tác hàng trăm nghìn mỗi bài đăng. Nhiều người dự đoán nữ sinh này sẽ tận dụng cơ hội để bước chân vào giới giải trí hoạt động. Cô cũng vấp phải không ít ý kiến chê cười, giễu cợt vì ham tiền, ham danh tiếng dẫn đến sa vào vụ tai tiếng với bạn trai cũ. Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, Tôn Mỹ Trúc đã có buổi livestream trò chuyện với cư dân mạng. Vốn đang là nhân vật được nhiều người biết đến và dành nhiều sự quan tâm, nên ngay khi phát sóng trực tiếp, gái xinh đã thu hút hơn 40.000 người theo dõi cùng lúc. Bên dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng đều để lại lời hỏi han quan tâm đến tình hình hiện tại của Tôn Mỹ Trúc. Đặc biệt trước đó, sau khi đứng ra tố cáo Ngô Diệt Phàm, Tôn Mỹ Trúc vướng lại tin đồn như bị thôi học, phải làm gái bào. Cũng trong buổi livestream này, cô đã lên tiếng đính chính tất cả tin đồn trên, đồng thời khẳng định không hề có chuyện bị ép thôi học như lời đồn đại. Được biết, tình cũ Ngô Diệt Phàm sinh tháng 11 năm 2002, cô là sinh viên của Đại học Truyền thông Trung Quốc. Gần đây cô đã gửi đơn xin thôi học và quyết định rời khỏi Bắc Kinh. Chia sẻ về lý do rời đi, Mỹ Trúc cho biết cô muốn thoát khỏi thành phố ngột ngạt này cũng như muốn chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Dù vậy, gái xinh Mỹ X cũng rất quyến luyến, không nỡ rời xa thầy cô bạn bè. Về những tin đồn khác xung quanh mình, Tôn Mỹ Trúc khẳng định nếu netizen vẫn tiếp tục lan truyền nhiều thông tin sai lệch về mình, cô sẽ nhờ cậy sự trợ giúp của pháp luật để bảo vệ bản thân. Một số nguồn tin cho biết, hiện tại Tôn Mỹ Trúc đã chuyển tới Thượng Hải, cô cũng đã nhập học một ngôi trường khác tại đây. Ngày 6 tháng 11 vừa qua là sinh nhật tuổi 31 của Ngô Diệt Phàm. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ một năm trước thôi, cựu thành viên nhóm EXO còn là ngôi sao hạng A của Cbiz, đón nhận hàng triệu lời chúc mừng từ phía người hâm mộ. Vậy mà giờ đây, khi bê bối tình dục chấn động bị khui ra, Ngô Diệt Phàm đang phải đón sinh nhật tuổi mới trong nhà tù, chịu vô vàn chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Đáng nói, cô bạn gái hot girl khiến Ngô Diệt Phàm thân bại danh liệt cũng có động thái đáng ngờ. Theo các thánh soi, vào đúng 0 giờ 0 phút ngày 6 tháng 11, Tôn Mỹ Trúc bất ngờ chia sẻ tấm hình chụp bản thân kèm dòng nhắn: "Khi nào sẽ có tiết rơi nhỉ?" Trên mạng xã hội, netizen soi ra loạt chi tiết đáng ngờ về bài đăng này. Tôn Mỹ Trúc đăng bài lúc 0 giờ 0 phút ngày 6 tháng 11, đúng vào ngày sinh nhật của Ngô Diệt Phàm. Theo như nhiều lời nhận xét của CNET, khoảng thời gian đăng bài cho thấy cô vẫn còn nhớ tới sinh nhật của bạn trai cũ. Nếu còn yêu nhau, chắc chắn đây là một bài viết để ẩn ý chúc mừng Ngô Diệt Phàm đón tuổi mới. Không dừng lại ở đó, lời nhắn "khi nào sẽ có tiết rơi nhỉ" được cho là có liên quan đến tuyên bố của nam ca sĩ họ Ngô trước đó. Thời điểm scandal tình dục mới nổ ra, Ngô Diệt Phàm từng có lời chia sẻ trên mạng xã hội: "Không có bông tuyết nào trong sạch cả." Có bình luận cho rằng đây chính là lời mỉa mai của Tôn Mỹ Trúc dành cho bạn trai cũ. Cách đây ít ngày, thiếu gia Vương Tư Thông, bạn thân Ngô Diệt Phàm, cũng gây bão Cbiz vì những bức ảnh đi chơi Halloween với Tôn Mỹ Trúc. Trong ảnh, Vương Tư Thông hóa thân thành giáo sư Snape trong Harry Potter, và điểm chói sáng nhất trong ảnh là sự xuất hiện của cô gái trong trang phục thiên thần. Nhiều netizen khẳng định đây chính là Tôn Mỹ Trúc, cô gái trẻ kiên cường đã đấu tranh và thành công giáng đòn lên Ngô Diệt Phàm, khiến y lãnh chịu hậu quả sau song sát. Sau khi Ngô Diệt Phàm gặp chuyện, Vương Tư Thông đã ngay lập tức quay xe từ thân phận bản thân sang người dân ngược lối. Ngược lại, Vương Tư Thông lại follow tài khoản Weibo của Tôn Mỹ Trúc, cho thấy động thái ủng hộ cô nàng. Chính vì vậy, màn hội họp đi chơi dịp Halloween này của Vương Tư Thông và Tôn Mỹ Trúc lại là điều khá trớ trêu, đặc biệt đối với Ngô Diệt Phàm. Đầu tháng 10 vừa qua, netizen nhận ra tài khoản của hot girl Tôn Mỹ Trúc có tương tác qua lại với Vương Tư Thông, làm dấy lên vô số câu hỏi về mối quan hệ của hai người. Chuyện là các thánh soi đã phát hiện ra cả Vương Tư Thông và Tôn Mỹ Trúc đều ấn nút theo dõi nhau trên Weibo. Lật lại toàn cảnh vụ việc của Ngô Diệt Phàm, cả Tôn Mỹ Trúc và Vương Tư Thông đều chưa từng nhắc về nhau. Chính vì vậy, netizen đều không hiểu vì sao cả hai lại kết duyên một cách lạ lùng thế này.